Xin chào và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là bé con đây. Nhân vật Xianrun thì đã được ra mắt một khoảng thời gian và trong các buổi livestream của mình thì anh em hỏi mình rất là nhiều về cái nhân vật này. Thế cho nên là ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm một cái video về nhân vật Xianrun và trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết về việc lựa chọn vũ khí, đội hình cũng như là lựa chọn cái thánh tinh vật sao cho nó phù hợp với lại cái nhân vật Xianrun này. Và trước khi vào cái nội dung chính của video thì nếu như mà anh em chưa đăng ký kênh của mình thì anh em hãy ấn vào nút đăng ký cũng như là ấn vào nút chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều video nhé. Còn bây giờ chúng ta sắp bắt đầu vào cái nội dung chính của video nào. Phần đầu tiên thì mình sẽ nhắc qua về cái phần thiên phú của nhân vật Xianrun. Thì cái này thì nếu như anh em nào đã biết rồi thì anh em có thể là sang đến cái phần tiếp theo. Thế nhưng mà với những cái bạn nào mà có thể mới roll nhân vật này hoặc là chưa roll nhân vật Xianrun thì đây là một số những cái lưu ý của anh em trong quá trình mà anh em build thiên phú của nhân vật này. Đầu tiên đó là cái chiêu kỹ năng nguyên tố E và Q của nhân vật Xianrun và thậm chí là cả cái đòn đánh thường của nhân vật này nữa. Thì các bạn không cần thiết phải nâng thiên phú hoặc là nếu như có nâng các bạn cũng không cần thiết phải nâng quá cao. Tại vì cái hiệu năng boost của nhân vật Xianrun này nó không đến từ E và Q và nó đến từ cái thiên phú level 60 của nhân vật này cơ. Cho nên là bản chất E và Q của nhân vật Xianrun thì khi mà các bạn nâng cấp lên thì với chiêu E thì nó chỉ đơn thuần đó là gia tăng thêm sát thương. Thế còn với Q thì các bạn nâng lên ấy thì nó sẽ gia tăng thêm cái khả năng hồi phục cho đội hình thôi. Cho nên là nếu như các bạn nào mà không build nhân vật Xianrun theo hướng DPS hoặc là các bạn không cần quá nhiều khả năng hồi phục cho nhân vật này thì các bạn có thể cân nhắc đến cái câu chuyện đó là không cần phải nâng thiên phú. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy là nếu như mà tài nguyên của anh em cho phép thì anh em vẫn cứ nên nâng và có thể là tập trung nâng vào cái chiêu kỹ năng nộ của nhân vật này hái sau chẳng vạn để các bạn có thể gia tăng thêm cái lượng hồi phục cho đội hình. Thì từ đấy ví dụ như các bạn đi với những cái đội hình nhiều với Furina chẳng hạn ấy thì nó sẽ có giá trị trong cái việc là lên sở tech của nhân vật Furina cũng như là giúp cho đội hình các bạn có thể được hồi máu nhiều hơn. Thì đấy là với cái thiên phú E và Q của nhân vật này. Cho nên nếu như bạn nào mà đang quan tâm là cái E và Q của nhân vật Xianrun thì nên nâng chiêu nào ấy thì mình nghĩ là nếu mà chọn thì chắc là sẽ lựa chọn về cái kỹ năng nộ hơn. Thế còn thiên phú thì trừ khi mà các bạn build theo cái thiên hướng đó là DPS thì các bạn có thể là nâng thôi để các bạn gia tăng thêm lượng sát thương. Thế còn không thì mình nghĩ là cũng không cần thiết phải nâng thiên phú cho lắm. Tiếp đến thì có một cái phần các bạn cần phải quan tâm với nhân vật Xianrun đó là để mà gia tăng được sát thương khi đáp cho đồng đội ấy thì các bạn sẽ phải cần up nhân vật Xianrun đột phá level 60 để các bạn lấy cái thiên phú 60 của nhân vật này như mình có nói lúc vừa nãy. Và cái lượng buff ở đây thì nó sẽ được gia tăng dựa trên chỉ số tấn công của Xianrun. Cho nên là nhân vật Xianrun này thì chỉ số chính build nhân vật này thì các bạn sẽ build theo chỉ số đó là tấn công. Còn ngoài ra thì thiên phú 20 này thì nó sẽ giúp gia tăng thêm tỷ lệ cho cái nhân vật tùy thuộc vào số quái mà các bạn sử dụng cái chiêu kỹ năng nguyên tố mà đáp trúng kẻ địch thì các bạn có thể gia tăng thêm lượng tỷ lệ cho đồng đội. Thì đấy chính là về cái thiên phú của nhân vật Xianrun thì mình sẽ chỉ nói qua như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái phần tiếp theo đó chính là lựa chọn vũ khí cho nhân vật này. Thì chắc chắn là cái thứ mà các bạn ưu tiên nhiều nhất đó chính là cây chấn của cái nhân vật Xianrun này. Nó cho các bạn rất là nhiều chỉ số tấn công đến từ dòng chính cũng như là cái phần trăm tấn công cộng thêm. Và ngoài ra thì cái nội tại của cái pháp khí này nó sẽ giúp gia tăng thêm sát thương tấn công khi đáp cho đồng đội cũng như là nó sẽ giúp gia tăng thêm khả năng hồi phục năng lượng cho nhân vật Xianrun. Thì đây là một cái thứ rất là quan trọng đối với nhân vật này. Bên cạnh cái khả năng đó là gia tăng sát thương khi đáp cho đồng đội thì bản thân nhân vật Xianrun thì các bạn sẽ có thêm được cái năng lượng để các bạn có thể hồi phục cái năng lượng nhanh hơn và các bạn sẽ sử dụng được cái chiêu nộ một cách nó tuần hoàn tốt hơn. Từ đấy thì cái chỉ số mà các bạn build nhân vật Xianrun ấy có thể là các bạn sẽ tập trung nhiều vào chỉ số tấn công hơn là chỉ số hiệu quả nạp chẳng hạn. Thì cái chấn này sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ là tốt cho nhân vật Xianrun nếu như các bạn có điều kiện. Nếu như trong trường hợp mà các bạn không có chấn thì mình thấy là có hai cái vũ khí 5 sao khác mà các bạn cũng có thể là cân nhắc cầm cho nhân vật Xianrun, đó chính là quyển thiên không và khóa trần thế. Mình thì mình nghiêng về quyển thiên không hơn tại vì đơn giản đây là một quyển mà các bạn có thể bị lệch rate. Thế còn với khóa trần thế thì các bạn có thể là cân nhắc đến cái việc là không cần phải cầm bởi vì cái tấn công cơ bản của khóa trần thế này thì nó thấp hơn so với lại quyển thiên không cũng như là cái việc mà tấn công của nhân vật Xianrun các bạn build rất là nhiều từ di vật ấy, cho nên là những cái vũ khí mà có chỉ số tấn công cơ bản cao hơn thì nó sẽ có lợi hơn rất là nhiều. Thì quyển thiên không sẽ là một sự lựa chọn rất là tốt cho nhân vật Xianrun. Đấy là cái lựa chọn về dòng vũ khí 5 sao cho nhân vật này. Lựa chọn tiếp theo nếu như trong trường hợp mà các bạn không có những cái dòng vũ khí 5 sao ấy thì 4 sao cá nhân mình thì mình thấy là có một số những cái vũ khí mà các bạn có thể sử dụng được. Đầu tiên thì các bạn có thể sử dụng đó là con ngươi tuyên thệ. Với con ngươi tuyên thệ thì mình đánh giá đây là một trong những cái vũ khí ngon nhất cho nhân vật Xianrun nếu như các bạn đang muốn sử dụng các vũ khí 4 sao, bởi vì đây là cái pháp khí mà nó vừa cho các bạn thêm chỉ số tấn công
và nó cho các bạn thêm cái chỉ số đó là hiệu quả nạp khi mà các bạn thi triển kỹ năng nguyên tố nữa cơ. Nên là đây là một cái vũ khí là gần như là hoàn toàn phù hợp với nhân vật Shenzhen. Thế nhưng mà vì đây đó là một cái cây pháp khí mà các bạn sẽ phải làm even từ những cái đợt trước, nên nếu như bạn nào mà chơi sau thì khả năng là các bạn sẽ không sở hữu cái pháp khí này. Thì một số những cái pháp khí tiếp theo mà các bạn có thể cân nhắc cho nhân vật Shenzhen có thể kể đến đó là Tây Phong Mật Điển. Cái này thì nó sẽ cho các bạn hồi phục năng lượng rất là nhiều, chỉ hơi tiếc là tấn công cơ bản của nó thì không cao cho lắm. Thế nhưng mà bù lại thì cái khả năng hồi phục cho nhân vật Shenzhen thì nó rất là nhiều, và thậm chí là hồi phục cho cả các nhân vật khác ở trong đội hình nữa. Ngoài ra thì các bạn có thể cân nhắc cầm một số những cái pháp khí mà nó gia tăng thêm cái chỉ số tấn công, ví dụ như là các bạn thậm chí có thể cân nhắc đến cái việc là cầm cái chiêu tâm, hoặc là cầm cái vũ khí rèn ở bên Fontaine, hoặc là bất kỳ một cái vũ khí gì mà nó gia tăng thêm cái chỉ số tấn công. Thế nhưng mà cá nhân mình thì mình nghĩ đó là cái con ngươi tuyên thệ và cái Tây Phong này nó sẽ là hai sự lựa chọn mà các bạn cân nhắc nhất để các bạn có thể cầm. Các bạn có thể lựa chọn thêm cái quyển sách rồng, nhưng mà mình không thích quyển này lắm, bởi vì cái tấn công cơ bản của cái quyển này nó rất là thấp, nên là khi mà các bạn cầm cái quyển sách rồng ấy thì cái bút cho nhân vật khác thì nó có thể là ok. Thế nhưng mà bản thân nhân vật Shenzhen thì nó lại không bút nhiều, do cái tấn công cơ bản của cái sách rồng nó rất là thấp, nó là hàng 3 sao mà thôi. Cho nên là đây là một số những cái vũ khí mà các bạn có thể cân nhắc cái việc sử dụng. Ngoài ra thì nếu như các bạn muốn build nhân vật Shenzhen theo cái hướng DPS thì 4 sao thì mình thấy là có Chương Nhạc Lang Thang cũng là một cái pháp khí rất là ổn, nếu như các bạn muốn hướng theo cái lối chơi đó là DPS. Thế còn ngoài ra thì những cái vũ khí khác thì mình không đánh giá cao cho lắm. Đặc biệt là có những một số bạn có thể thắc mắc là cái mảnh trương tế lễ này có cầm được cho Shenzhen hay không, thì mình nghĩ là các bạn cũng có thể cầm được để có thể sử dụng 2E. Thế nhưng mà với cái mảnh trương tế lễ thì nó cho cái chỉ số tinh thông, thì cái chỉ số này thì các bạn không có sử dụng với Shenzhen, cho nên là mình nghĩ là anh em cũng không nên cầm. Nếu như các bạn có lựa chọn thì mình khuyên anh em là lên lựa chọn con ngươi tiên thệ hoặc là Tây Phong Mật Điển ở dòng vũ khí 4 sao. Thế còn nếu như không thì các bạn có thể sử dụng một số những cái vũ khí hàng rèn như là đá chịu lạnh, hay là cái pháp khí rèn ở bên Fontaine, hoặc là các bạn có thể sử dụng đến chiêu tâm nếu như trong trường hợp các bạn muốn bổ sung thêm chỉ số tấn công. Ok, bây giờ chúng ta đã sang đến cái phần tiếp theo đó là về phần lựa chọn di vật. Bộ di vật cho nhân vật Shenzhen. Thì về cái lựa chọn di vật cho nhân vật này thì nó tùy thuộc vào cái nhân vật mà các bạn đi cùng, tùy thuộc vào cái phong cách build, cũng như là tùy thuộc vào cái chỉ số mà các bạn farm được cho nhân vật này, thì các bạn có thể sử dụng các cái bộ di vật khác nhau. Nhưng mà ở đây sẽ là một số những cái bộ di vật theo như mình thấy là anh em sẽ hay sử dụng nhất cho nhân vật Shenzhen của mình. Đầu tiên thì là cái bộ mà mình recommend anh em nhiều nhất, đó chính là cái bộ mix giữa tấn công và hiệu quả nạp cho nhân vật Shenzhen. Lý do rất là đơn giản, bởi vì bộ mix thì nó sẽ cho anh em cái chỉ số đẹp hơn, và cái bộ mix thì nó sẽ cho phép nhân vật Shenzhen anh em đi được với nhiều đội hình hơn. Bất kể một cái đội hình nào thì anh em mặc cái bộ mix đều có thể sử dụng được. Thì các bộ mix cho nhân vật Shenzhen thì như mình có nói vừa nãy ấy, thì các bạn sẽ mix những cái bộ xoay quanh cái tấn công và hiệu quả nạp. Đi về hiệu quả nạp thì các bạn có bộ hai dấu ấn là giúp tăng 20% hiệu quả nạp. Thế còn với tấn công thì các bạn có thể mặc bất kỳ một cái bộ nào để gia tăng 18% tấn công, hoặc là có thể các bạn sẽ mix hai attack với hai attack để gia tăng thêm tổng là 36% tấn công đều được. Thì đấy là với bộ mix của nhân vật Shenzhen. Thế còn trong một số những cái trường hợp nếu như các bạn đi cùng với các cái đội hình mà các bạn có thể giảm kháng được, ví dụ như là thủy hỏa lôi băng, thì các bạn có thể cân nhắc đến cái việc đó là mặc bộ 4 bóng hình màu xanh. Thì lúc này thì các bạn sẽ giảm kháng được cho đồng đội và giúp cho đồng đội các bạn gây được nhiều sát thương hơn. Đấy là với trường hợp thứ hai, đó là các bạn đi cùng với những cái đội hình như vậy. Và cuối cùng thì các bạn sẽ có thể sử dụng những cái bộ như là tông thất, nếu như trong trường hợp mà các bạn đi cùng với lại các cái DPS chơi theo thiên hướng tấn công và trong đội hình đấy thì chưa còn nào mặc tông thất, thì Shenzhen các bạn có thể mặc được cái bộ này. Có một bộ nữa mà mình nghĩ là anh em vẫn có thể mặc cho nhân vật Shenzhen, đó là cái bộ khúc ca ngày cũ. Thế nhưng mà mình thì mình không recommend cho anh em cái bộ này lắm, tại vì cái bộ này thì nó không có hiệu quả kinh tế về nhựa, đặc biệt là trong trường hợp các bạn không có sử dụng nhân vật Navia, thì cái bộ này thì anh em sẽ rất ít khi là đi farm, và lúc này thì anh em sẽ không có cái di vật từ bộ này, và những cái bộ kia thì nó sẽ tốt hơn về mặt kinh tế cũng như là hiệu quả hơn về mặt chỉ số. Nên là bộ này thì mình sẽ chỉ nhắc tới ở đây thôi, chứ mình cũng không recommend anh em trong những cái bộ này lắm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái phần tiếp theo, đó là về chỉ số chính chúng ta build nhân vật Shenzhen. Thì với đồng hồ, các bạn có thể lựa chọn một cái đồng hồ tấn công hoặc là một đồng hồ hiệu quả nạp. Các bạn có thể lựa chọn đồng hồ nào cũng được. Tất nhiên là nếu như các bạn lựa chọn đồng hồ nạp thì cái khả năng bú sát thương của nhân vật Shenzhen nó sẽ bị thấp đi. Thế nhưng mà bù lại thì khả năng sạc của nhân vật này nó sẽ tốt hơn, và từ đấy thì các bạn sẽ tuần hoàn được chiêu kỹ năng nộ tốt hơn. Từ đấy là các bạn vận hành nó sẽ ok hơn và cái lượng búp nó cũng sẽ tuần hoàn hơn rất là nhiều. Nên là cái này thì các bạn cứ cân nhắc trong cái trường hợp là lựa chọn đồng hồ. Mình thì mình vẫn thích là sử dụng một cái đồng hồ tấn công. Thế nhưng mà nếu như các bạn có một cái đồng hồ hiệu quả nạp mà ở dòng ở dưới nó có rất là nhiều chỉ số tấn công phần trăm chẳng hạn ấy, thì các bạn có thể cầm một cái đồng hồ hiệu quả nạp cũng được. Về ly thì các bạn sẽ lựa chọn đó là cái ly tấn công phần trăm.
này thì chắc chắn rồi, các bạn sẽ không có sự lựa chọn về cái ly khác cho cái nhân vật Shen Yun ở đây, trừ khi nếu như các bạn build dam thì các bạn có thể lựa chọn đó là một cái ly sát thương nguyên tố phong. Thế còn nếu như mà đi support thì các bạn sẽ lựa chọn đó là cái ly tấn công. Về nón thì các bạn sẽ lựa chọn đó là nón tấn công, hoặc là nếu như các bạn nào đang sử dụng đó là quyển Tây Phong Mật Điển thì các bạn có thể lựa chọn cái nón đó là nón tỷ lệ bảo kích. Thế còn tấn công sẽ là những cái sự lựa chọn tương đối là tốt cho nhân vật này. Tiếp đến là với cái dòng phụ chúng ta build cho nhân vật Shen Yun, thì với cái chỉ số dòng phụ chúng ta build cho nhân vật này thì các bạn sẽ tập trung vào cái chỉ số đó là hiệu quả nạp và tấn công phần trăm. Sau đấy thì các bạn có thể lấy thêm các chỉ số khác như là tấn công số, hoặc là các bạn có thể lấy thêm vào cái phần đó là tỷ lệ bạo kích nếu như các bạn đang cầm cho mình đó là cái quyển Tây Phong Mật Điển. Ok, thì đấy là về cái phần chỉ số cũng như là di vật chúng ta build cho nhân vật Shen Yun. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với lại cái phần tiếp theo, đó là lựa chọn đội hình cho nhân vật này. Về cái đội hình mà sử dụng cho nhân vật Shen Yun thì theo như mình thấy là có tương đối là nhiều. Thế nhưng mà ở trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ điểm qua một số những cái đội hình theo như mình thấy là nó mạnh và nó được hưởng lợi rất là nhiều đến từ cái nhân vật Shen Yun này thôi. Thế còn ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái đội hình khác mà anh em có thể trải nghiệm ở trong tựa game Genshin Impact. Và nếu như bạn nào mà có những cái đội hình nào mà nó lạ và nó gây ra một lượng sát thương tương đối là ổn, vận hành cũng rất là dễ nữa, thì anh em có thể comment xuống dưới phần bình luận nhé. Còn một số những cái đội hình mình sẽ nêu ở đây nó sẽ bao gồm như sau. Đầu tiên thì đó chính là cái đội hình với Hu Tao, thì đây cũng là một cái đội hình được hưởng lợi rất là nhiều từ cái nhân vật Shen Yun, đặc biệt là với những cái bạn nào mà đang sở hữu cho mình đó là Hu Tao C0 thì cái đội hình này là một đội hình mà các bạn có thể vận hành tương đối là ổn. Thì trong cái đội hình này thì các bạn sẽ bao gồm Hu Tao, Shen Yun, Zelan cùng với đấy là Furina. Furina thì sẽ là một cái nhân vật được tận dụng rất là tốt khi mà có cơ chế là rút máu của toàn bộ đội hình, và Shen Yun thì lại có khả năng hồi máu nữa, thì hai cái nhân vật này nó sẽ bổ trợ cho nhau để giúp cho Hu Tao của anh em có thể đẩy cao được lượng sát thương. Mặc dù là với khả năng hồi máu thì Hu Tao của anh em có thể nó sẽ bị trên 50% HP, thế nhưng mà không sao hết, lượng sát thương búp cho Hu Tao từ Furina là rất nhiều, cùng với đây là Zelan nữa. Nên là đây là một cái đội hình theo như mình thấy là rất là tốt để các bạn có thể sử dụng trong cái trường hợp là nếu Hu Tao của anh em ở C0 và thậm chí là C1 anh em vẫn có thể sử dụng được với cái đội hình này, rất là ok luôn. Đội hình thứ hai mà mình sẽ nhắc tới trong cái video ngày hôm nay thì đó chính là cái đội hình với lại lão gia Dai Lúc. Dai Lúc cũng là một nhân vật mà được hưởng lợi đến từ cái nhân vật Shen Yun khi mà được chuyển hóa thành nhân vật có khả năng tấn công khi đáp. Thì trong cái đội hình này thì các bạn sẽ sử dụng đó là Dai Lúc, Shen Yun, Bennett cùng với đấy là Furina, hoặc là các bạn có thể sử dụng như là Zelan hoặc Sinh cũng được. Thế nhưng mà Furina thì sẽ là sự lựa chọn để có thể gia tăng thêm lượng sát thương rất là nhiều. Thì đây chính là cái đội hình mà các bạn có thể đi kèm với lại nhân vật Dai Lúc. Bên cạnh anh chàng Dai Lúc ra thì có một cái nhân vật nữa theo như mình thấy là cũng nên được đi cùng với nhân vật Shen Yun ở trong cái giai đoạn hiện tại, đó chính là anh chàng Gaming, cái nhân vật 4 sao mới ra mắt ở trong cái phiên bản này. Thì đây là một nhân vật mà có cơ chế chơi theo lối chơi tấn công khí đáp, và khi mới kết hợp với Shen Yun thì được boost khả năng gây sát thương khi tấn công khí đáp nữa, thì rõ ràng là Gaming là một nhân vật gần như là rất là phù hợp với lại cái vai trò này rồi. Thì đội hình thì nó cũng không khác quá nhiều với nhân vật Dai Lúc, chúng ta chỉ đơn giản là thay cái nhân vật Gaming vào vị trí của Dai Lúc mà thôi. Thì đây cũng là một cái đội hình nữa mà anh em có thể trải nghiệm, và đây là một đội hình theo như mình thấy là rất là khỏe đấy nhá. Nếu như anh em nào mà sở hữu cho mình đó là Gaming ở những cái cung mệnh cao ấy thì độ sát thương của nhân vật này ấy, nó gây ra là rất là lớn. Đội hình tiếp theo mà mình sẽ nhắc tới ở trong video ngày hôm nay thì chắc chắn rồi, không thể nào không có cái sự xuất hiện của nhân vật Xiao, anh chàng tiên nhân mà được coi như là duy ngã độc tôn trong cái bộ môn tấn công khí đáp trước khi thời điểm Gaming ra mắt. Với cái combo này thì các bạn sẽ có tương đối nhiều sự lựa chọn khi mà chúng ta có sự bổ sung thêm về nhân vật Shen Yun. Và nói thực sự là với Shen Yun khi mà xuất hiện ở trong đội hình Xiao thì nó sẽ khiến cho nhân vật Xiao này các bạn có nhiều cái sự lựa chọn về đội hình mà theo như mình thấy là nó tương đối là ngon và các bạn có thể tận dụng được để có thể gây ra một lượng sát thương rất là lớn với anh chàng tiên nhân này. Thì với cái đội hình của CL kết hợp cùng với Shen Yun thì hai slot còn lại thì các bạn có khá là nhiều sự lựa chọn. Như mình hay sử dụng đó chính là Furina và Frozen. Thế nhưng mà nếu trong trường hợp Frozen của anh em ở những cung mệnh thấp, các bạn chưa đạt được những cái ngưỡng cung mệnh cao như là C6, hoặc là đơn giản là các bạn không có build nhân vật này, thì Bennett cũng sẽ là một lựa chọn để các bạn có thể thay vào đây. Hoặc là nếu Jin của các bạn là C4 thì bạn vẫn có thể là thay Jin vào trong cái slot này. Ngoài ra thì nếu như trong trường hợp mà các bạn không có sử dụng Furina, hoặc là Furina các bạn đang đi với một số những cái đội hình khác, thì một số những cái nhân vật mà mình đưa vào đây thì giống như các cái trường hợp bình thường thôi, đó chính là Ben, cùng với đấy là các bạn có thể sử dụng với ở đây đó là Frozen, hoặc là cũng có thể là Jin, hoặc slot này thì các bạn có thể sử dụng như là Xiangling cũng được. Thì nói chung là nó cũng là những cái slot mà các bạn có thể đưa vào gần giống như cái lối chơi truyền thống của nhân vật CL mà thôi. Chỉ có điều là Shen Yun vì bây giờ có khả năng hồi phục, thế cho nên là các bạn hoàn toàn có thể đi với cái đội hình với con Furina cùng với đó là kết hợp cùng với Frozen. Thì đây cũng là một đội hình mà các bạn có thể cân nhắc trong cái việc là điều chỉnh cho anh chàng CL của các bạn, tùy vào cái nhân vật mà các bạn đang có cũng như là tùy vào những cái đội hình mà các bạn đang sử dụng.
Ngoài những cái đội hình mà mình kể trên ra thì còn tương đối là nhiều những cái đội hình mà các bạn hoàn toàn có thể chơi theo cái lối chơi tấn công khi đáp khi mà các bạn sử dụng cùng với Xianrun. Cái này thì trong các buổi livestream của mình thì mình có làm cái test thử với các cái nhân vật rồi, và không hề thiếu các cái nhân vật mà có một cái lượng sát thương tương đối là ổn nếu như các bạn đang sử dụng cùng với lại nhân vật Xianrun chơi theo cái lối chơi đó là tấn công khi đáp. Thì như mình có nói lúc nãy ấy, thì nếu như anh em nào có biết thêm các cái đội hình khác thì anh em có thể là thoải mái chia sẻ ý kiến anh em xuống dưới phần bình luận nhé. Và nếu như có thời gian thì mình sẽ test thử với cái đội hình của anh em, xem biết đâu nó sẽ là một cái đội hình mạnh thì sao. Ok nhá, thì đấy chính là cái phần về lựa chọn đội hình cho nhân vật Xianrun. Bây giờ chúng ta sang đến cái phần tiếp theo, đó là lựa chọn cung mệnh cho nhân vật Xianrun. Thì với Xianrun thì các bạn lên những cái cung mệnh, đặc biệt là cung mệnh 6. Khi mà các bạn lên cung mệnh 6 của nhân vật Xianrun thì nó sẽ chuyển hóa một cái cơ chế của nhân vật Xianrun này từ một con support có thể là sang một con đam mà nó rất là mạnh và nó rất là ok, rất là imba luôn với cái C6 của nhân vật Xianrun. Thế nhưng mà mình nghĩ là đại đa số chúng ta thì không có quá nhiều cái tài nguyên để các bạn có thể sở hữu được C6 cho nhân vật này. Nên là với cung mệnh của nhân vật Xianrun thì cá nhân mình thì mình đánh giá đó là C2 của nhân vật Xianrun là cái mà có thể coi như là ok nhất, đặc biệt là với những cái bạn mà không có quá nhiều tài nguyên. Khi mà nó nhân đôi cái buff thiên phú của nhân vật Xianrun lên từ 200% thì nó lên 400%, thì đấy chính là cái buff mà gần như là nó gấp đôi so với lại C0, thì đấy là cái mà mình thấy là rất là tốt cho nhân vật này. Thế còn với C1 của nhân vật Xianrun thì cái E này nó được thêm một lần, thì mình nghĩ là trong quá trình combat thì nó không thể hiện được quá nhiều vai trò. Có chăng thì nó sẽ cho phép là các bạn xả được nhiều hơn, còn chủ yếu thì với cung mệnh 1 này thì nó sẽ phục vụ trong cái việc đó là các bạn đi map. Thì mình nghĩ đây là cái giá trị lớn nhất của cái C1. Thế còn nếu như để muốn nói về cái việc là buff sát thương cho đội hình hay cho nhân vật mà carry của chúng ta thì C2 sẽ là cái mà các bạn nên hướng tới đối với lại nhân vật Xianrun này. Thế còn trấn thì mình nghĩ là anh em nếu như có điều kiện thì anh em roll, bởi vì trấn thì nó sẽ còn phụ thuộc vào cái vũ khí còn lại là anh em có sở hữu được hay không, cho nên là cái này thì mình nghĩ là nó sẽ tùy thuộc vào quyết định của anh em. Thế còn về cung mệnh thì nếu như các bạn đầu tư thì mình khuyên anh em là đó là các bạn nên đầu tư ở giá trị đó là C2. Ok, và đấy đó là toàn bộ những cái hướng dẫn của mình về build Xianrun. Thì hy vọng là thông qua cái video này thì anh em có thể là biết được cách để chúng ta build cái nhân vật Xianrun này, cũng như là lựa chọn những cái đội hình, những cái gì và sao cho nó phù hợp với cái nhân vật này. Về chỉ số chi tiết của nhân vật Xianrun thì và có lẽ là mình sẽ làm ở trong một cái video khác, bởi vì với cái chỉ số của nhân vật này thì nó sẽ còn ảnh hưởng bởi khá là nhiều yếu tố, nên là video này thì mình sẽ dừng ở đây thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu như anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy để lại cho mình một like, và nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình thì đừng quên ấn vào nút đăng ký cũng như là ấn vào nút chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều video của mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn lại anh em trong các số video tiếp theo. Bye bye.